anh chị em quý nhau nên giúp nhau là chính. Phải là anh chị em thì mới nói cho nhau đấy. Nhìn tôi có giống như đang nói dối không? Sao cứ phải lăng tăng thế nhỉ? Có thì cho tôi mượn, có tiền tôi trả ngay. Đó là những câu nói rất đắc nhân tâm mà có lẽ ai cũng đã từng phải nghe ít nhất một lần. Dĩ nhiên nghe rồi để đó không sao, nhưng nếu nghe rồi mà vội tin thì đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Và nếu đã chán ngán với những tình huống hư hư thực thực, những lời nói lặp lời nước đôi và những pha quay xe bất ngờ, điển hình là những câu nói vừa rồi, thì hãy cùng Sparring Books và tác giả Nguyễn Phú Hoàng Nam tìm hiểu qua cuốn sách Đọc vị tâm trí của tiến sĩ David J. Lieberman. Đôi lời về tác giả. Nếu bạn vẫn chưa biết thì tiến sĩ David J. Lieberman là tác giả giành nhiều giải thưởng và được cả thế giới công nhận là người đi đầu về nghiên cứu hành vi con người và các mối quan hệ giữa con người. 13 cuốn sách được dịch ra 28 thứ tiếng trên thế giới. Ông đã đào tạo nhân sự cho mọi lực lượng trong quân đội Hoa Kỳ, cho FBI, CIA và cho NASA. Và cá nhân ông đã thực hiện nhiều hội thảo cho nhiều tổ chức, chính phủ và các doanh nghiệp khắp thế giới, cùng với các khách hàng trong 124 quốc gia và 35 ngôn ngữ đang tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến của ông. Trong số 13 cuốn sách này có cuốn Đọc vị bất kỳ ai, từng bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới của ông, mà chắc chắn bạn đã từng nghe qua ít nhất một lần. Vì sao chúng ta nên biết cách đọc vị tâm trí? Con người rất khó khăn trong việc nhận ra sự thật, chấp nhận sự thật và nói ra sự thật. Đó là lý do đôi khi chính người nói dối cũng không biết được là họ đang nói dối. Và những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì không bao giờ để người khác biết được chúng nói dối, cho đến khi vở kịch hạ màn. Ở một phương diện khác, những tin tức truyền thông không chính thống và những mẫu quảng cáo loè loẹt cũng đang liên tục nhắc đi nhắc lại những thông tin sai lệch, cho đến khi chúng được phổ biến tràn lan đến mức độ được tin là đúng đắn hoàn toàn. Đó là bối cảnh. Và chúng ta cần làm gì trong bối cảnh này? Đó chính là học cách thích nghi và sinh tồn với đầu óc tỉnh táo để giữ vững tinh thần lạc quan mà không trở nên quá ngây thơ đến độ ngây ngốc. Chúng ta có thể sẽ không cần thiết trừng phạt, bực tức hay giáo huấn dài dòng một kẻ đang âm mưu lừa dối. Nhưng tôi nghĩ ít nhất chúng ta cần biết được điều gì đang xảy ra để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa gạt. Nói cách khác, chúng ta sẽ chủ động bảo vệ bản thân khi đưa ra quyết định xem có nên tin tưởng hay không. Tóm lại, nếu bạn đang mong muốn biết được ai đó đang muốn giúp đỡ hay là làm hại mình trong một xã hội ngày càng nhiều những nguy cơ tiềm ẩn, lừa đảo, trục lợi, cần hiểu rõ các mối quan hệ mình đang có, cá nhân, đồng nghiệp, đối tác, người mới quen, v.v. Là một doanh nhân cần biết được lòng trung thành, sự tận tâm của nhân viên, cộng sự đồng hành, vượt qua những mánh khóe trong buôn bán, kinh doanh. Hay đơn giản là một người bình thường đang trên hành trình làm chủ các cuộc đối thoại, giao tiếp, mối quan hệ và làm chủ cuộc sống, thì bạn có thể tìm tòi những chỉ dẫn hữu ích trong cuốn sách Đọc vị tâm trí của tiến sĩ David J. Lieberman, một nhà nghiên cứu lâu năm về tâm lý và hành vi của con người. Đọc vị tâm trí giống như một phiên bản mở rộng, cập nhật thêm các kỹ thuật mới của tựa sách Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng, cùng Đọc vị bất kỳ ai áp dụng trong doanh nghiệp. Cuốn sách này gồm có 4 phần bao gồm: phần 1, tiềm thức tiết lộ; phần 2, cách phát hiện người nói dối; phần 3, chụp nhanh một bức ảnh tâm lý; và phần 4, lập hồ sơ tâm lý. Trong đó, thay vì phân tích thông thường thì cuốn sách đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế để người đọc thấy gần gũi và thấy được sự việc đó đã và đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Đọc vị tâm trí không chỉ dừng lại ở việc phán đoán mà còn giúp hiểu được những điều nằm sâu trong tiềm thức của đối phương, ngay cả khi chính họ nhận được hoặc không chịu đối diện. Hãy mở tập sách này ra với tâm thái tích cực để không trở thành một thẩm phán hung hăng mà là một người tử tế biết yêu chuộng sự thật. Từ lý thuyết đến thực hành. Điểm đầu tiên mà chúng ta cần chú ý là không thể kết luận ai đó nói dối một cách chính xác nếu những dấu hiệu chưa đủ và chưa phân biệt được đâu là tính cách và đâu là tâm trạng của họ. Tính cách là hai yếu tố tồn tại tương đối lâu bền, còn tâm trạng sẽ biến đổi tùy vào không gian, thời điểm và cảm nhận của mỗi người. Những dấu vết của sự thiếu ngay thẳng thường nằm lại rất rõ trong lời nói, ngôn ngữ cơ thể và các hành vi khác của con người. Chi tiết ra sao thì bạn có thể trực tiếp tìm đọc sách. Bây giờ, tôi có hứng thú bàn đến một sự kiện khác hơn, đó là vụ lừa đảo của Theranos, vốn từng được ra mắt độc giả Việt Nam với tựa sách Máu bẩn của nhà báo John Kerry Rowe. Đến thời điểm sau khi đọc cuốn sách này, tôi vẫn mang một nỗi băn khoăn về việc vì sao cú lừa này có thể xảy ra ở một khu vực tập trung tương đối nhiều chất xám như thung lũng Silicon, mà lại vừa kéo dài, vừa kéo thêm được không ít nhân vật được xem là tinh khôn như vậy. Đến nay, đọc vị tâm trí đã cho tôi lời giải như sau.
Lòng trung thành đến ngoan cố của chúng ta thường trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta đã bỏ ra thời gian, công sức hoặc tiền bạc vào thứ gì đó. Dù đó là một mã chứng khoán lẹt đẹt lên xuống, một mối quan hệ mờ mịt hoặc một công việc chán ngán. Thật dễ dàng rơi vào kiểu ngụy biện chết người như: giờ tôi không thể từ bỏ được nữa vì tôi sẽ mất mọi thứ đã đầu tư. Sự bám trụ đến cùng một cách mù quáng ấy chẳng qua là một chiến thuật trì hoãn, là biến thể độc hại của sự phủ nhận, từ chối chấp nhận việc chúng ta phải thay đổi. Sau khi sáng tỏ mọi việc, tôi nhận thấy hóa ra việc bị người khác lừa dối không đáng sợ bằng việc tự lừa dối bản thân. Đây đúng là cảnh chấp mê bất ngộ. Có lẽ những kẻ lừa dối cũng thường góp sức để những người bị lừa tiếp tục tự dối mình, và đổi lại, họ tự nguyện trao cơ hội thao túng vào tay kẻ chủ mưu. Nếu bạn thấu hiểu bản thân, có sức khỏe tinh thần vững vàng và tâm trí lành mạnh, thì khả năng bạn bị lừa sẽ rất thấp. Có lẽ điều tác giả muốn nói với chúng ta còn sâu sắc hơn việc bồi dưỡng kỹ năng vạch trần các lời nói dối. Ông muốn giúp chúng ta tránh được mối liên hệ với tất cả những lời nói dối ấy, thay vì đón nhận hoặc tạo ra chúng rồi sau đó phải thu dọn tàn cuộc. Trong cuốn sách, tiến sĩ Lieberman có viết: khi một người mất đi sự sáng suốt của anh ta, khả năng nhìn nhận, chấp nhận và hồi đáp với thế giới của anh ta, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đánh mất toàn bộ tầm nhìn. Với tâm trí mịt mờ, dĩ nhiên bạn không thể đọc vị tâm trí người khác. Tôi nghĩ đây là một trở ngại trong việc áp dụng các kỹ thuật mà chúng ta học được trong cuốn sách này. Bởi tôi nhận thấy hầu hết các phương pháp được trình bày trong sách không quá khó, nhưng đòi hỏi người vận dụng phải duy trì sự tỉnh táo và tập trung. Chúng ta cần một tâm thế phẳng lặng như một tấm gương để nhìn thấy sự thật. Sâu trong tâm trí. Dù là dòng sách kỹ năng chia sẻ kiến thức tâm lý học, nhưng đọc vị tâm trí sử dụng ít thuật ngữ chuyên ngành, do đó sách tương đối dễ hiểu. Ngoài ra, sách không chỉ sử dụng những kỹ thuật nắm bắt đối phương qua hành vi và lời nói thông thường. Các kỹ thuật trong cuốn sách dựa trên nghiên cứu tâm lý ngôn ngữ học, khoa học thần kinh và khoa học nhận thức. Từ chỗ biết nguyên lý cho đến khi vận dụng thành công, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần sự rèn luyện chăm chỉ. Đến khi vận dụng thành công rồi, thì mong bạn cũng không trở thành một cây búa nên nhìn đâu cũng thấy đinh. Con người không phải là một cỗ máy phát hiện nói dối, và cũng không phải là một chiếc máy nói dối thuần túy. Đây cũng là lúc chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới câu hỏi cốt lõi, ngoài những động cơ nhân văn, vì sao con người cảm thấy cần phải nói dối? Đáp án chính là sự bất an do những rối loạn tâm trí và cảm xúc mang lại. Khi ai đó không đủ can đảm để nói thật, điều này có nghĩa là họ đã không sống cuộc đời thật thuộc về họ. Không chỉ dừng lại ở việc khám phá xem người ta nghĩ gì, muốn gì và thực sự là ai, nếu giàu lòng trắc ẩn, bạn còn có thể giúp đỡ họ chữa lành những tổn thương bên trong. Nếu đi xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng đọc vị tâm trí là câu trả lời hoặc một dạng thiên địch đối với cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Bạn nên đối xử chân thành với mọi người, và dĩ nhiên bạn cũng xứng đáng nhận được sự đối xử chân thành tương tự, thay vì trở thành nạn nhân của những trò đầu môi, chót lưỡi. Cảm ơn bạn đã xem hết video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo từ Spiral Books nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.